Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Nam Định có hơn 100 sáng kiến đạt chuẩn cấp thành phố được nhân rộng. Hải Dương đánh giá mô hình cựu chiến binh đảm bảo an ninh trật tự tại huyện Nam Sách. Bắc Ninh ứng dụng công nghệ trong quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt. Cảnh báo tình trạng người dân đánh cá bằng kích điện. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2019, trên địa bàn thành phố Nam Định sẽ có từ 1 đến 3 dự án khoa học công nghệ, hơn 100 sáng kiến đạt chuẩn cấp thành phố được nhân rộng triển khai trên địa bàn. Theo đó, đã có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nhất là trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại các xã xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn thành phố có 119 sáng kiến gửi xét duyệt, trong đó có 116 sáng kiến được công nhận đạt cấp cơ sở. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố là đơn vị có nhiều sáng kiến nhất trong tổng số 91 trên 91 sáng kiến đạt chuẩn, 34 sáng kiến đạt loại xuất sắc. Đặc biệt, trong thời gian qua, thành phố có 2 đề tài khoa học công nghệ được công nhận đạt cấp thành phố. Các đề tài khoa học công nghệ sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế cuộc sống, mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố Nam Định phát triển. Trong khi nhiều nông dân bỏ ruộng hoang, thì bà Nguyễn Thị Thủy ở xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình lại tích tụ ruộng đất để trồng sen cao sản. Lựa chọn cây trồng phù hợp, người nông dân này có thu nhập cao trên những mảnh ruộng chiêm trũng. Năm 2014, bà Thủy thuê 2 hectare đất chiêm trũng ven quốc lộ 10 để trồng sen. Sen là cây dễ trồng, ít sâu bệnh, không tốn công chăm sóc. Sau 3 đến 4 tháng trồng đã cho thu hoạch. Vào mùa sen, bình quân mỗi ngày bà Thủy thu từ 45 đến 50 kg hạt sen. Ngoài thu nhập từ việc bán hạt sen, đầm sen của bà Thủy còn thu hoạch hoa bán cho người tiêu dùng cắm lọ, ướp trà. Bán lá làm trà sen. Với giá bán 50.000 đồng 1 kg hạt sen, 3.000 đồng một bông hoa sen, sau khi trừ mọi chi phí, mỗi sào ruộng trồng sen của bà Thủy thu về gần 8 triệu đồng. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có hơn 21.000 hecta cây ăn quả, chủ lực là vải, nhãn, ổi, na, chuối. Trong khi thị trường tiêu thụ của các loại trái cây này chủ yếu là bán trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc không ổn định. Vì vậy, cần có giải pháp xuất khẩu trái cây tới các thị trường mang tính ổn định, bền vững nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Trong tổng diện tích cây ăn quả hơn 21.000 ha của toàn tỉnh, diện tích vải chiếm hơn 10.000 ha, bao gồm 20% trà vải sớm và 80% vải thiều chính vụ. Năng suất trung bình mỗi ha đạt 65 tạ, tổng sản lượng hàng năm khoảng 66.000 tấn. Còn lại diện tích ổi gần 1.900 ha, nhãn gần 1.000 ha, na hơn 900 ha, cam 700 ha và bưởi 600 ha. Năm 2018 vừa qua, toàn tỉnh có 6 loại cây chủ lực được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp với diện tích vải 250 ha, ổi 217 ha, na 80 ha, bưởi 39 ha, cam 30 ha, nhãn 20 ha. Cùng với đó, một số diện tích vải thanh long và chuối được cấp giấy chứng nhận truy xuất nguồn gốc để xuất khẩu quả đi nước ngoài. Tuy nhiên, việc xuất khẩu các loại quả vẫn còn thấp, chủ yếu là chuối xuất sang Trung Quốc. Còn lại, đa số các loại quả được sản xuất theo quy trình Việt Gáp đều bán trong siêu thị với giá cao hơn từ 20 đến 25%. Hải Dương thì có cái diện tích hiện nay là 3 cái cây trồng chủ lực là vải, na và ổi. Thì với cái cây vải thì có thể là xuất khẩu được và đặc biệt là sang Trung Quốc. Thế còn thì na và ổi thì chủ yếu là mới là thuộc cho cái thị trường ở trong nước. Thế và đặc biệt là cái cây ổi thì tỉnh cũng định hướng là sau này thì tiếp tục phát triển những cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung đủ lớn, thế và liên kết với các cái doanh nghiệp chế biến để đưa ra những cái sản phẩm nước ép cho ổi thì mới có thể là phát triển được rộng hơn và bền vững hơn. Gia đình ông Phạm Văn Hậu ở xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh trồng 4 mẫu nhãn được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Theo ông Hậu, việc trồng nhãn theo quy trình Việt Gáp không chỉ cho chất lượng tốt hơn, tiêu thụ thuận lợi hơn, mà còn đảm bảo ổn định về năng suất. Minh chứng cụ thể là năm nay mặc dù mất mùa nhãn nhưng diện tích của gia đình nhà ông vẫn sai hoa trĩu quả. Trước kia là anh em tôi thì thực ra mà nói thì cũng là chỉ là mày mò thôi. Nói chung là cũng là cũng tìm cái thuốc lọ thuốc kia để phun vào, nhưng thực chất ra nói thì là cũng chưa đạt hiệu quả vì cái sâu bệnh rồi là về cái màu mè nó cũng kém. Qua cái chương trình mà chúng tôi thực hiện về cái Việt Gáp ấy, thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả của nó, năng suất của cái cây quả nhãn ấy, nó năng suất hơn mà màu mã đẹp hơn.
Để phát huy tiềm năng xuất khẩu trái cây quả của tỉnh, cần phải có mối liên kết sản xuất chuỗi theo quy mô vùng liên kết lớn và thành lập các hợp tác xã liên kết sản xuất để quy tụ được các hộ dân cùng thực hiện theo quy trình kỹ thuật phục vụ xuất khẩu. Thực hiện dự án phát triển nuôi cá lồng trên sông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2021 theo quyết định số 2790 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, Chi cục Thủy sản đã triển khai và hỗ trợ kinh phí cho 42 lồng cá trên sông. Ban quản lý dự án đã khảo sát chọn địa điểm nuôi cá lồng trên sông Hồng, sông Luộc tại thành phố Hưng Yên và các huyện Văn Giang, Khói Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ với tổng số 22 điểm. Trong đó 16 vị trí được quy hoạch trên sông Hồng và 6 vị trí được quy hoạch trên sông Luộc. Đã tiến hành lựa chọn, trình và phê duyệt 3 tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Kim Động và thành phố Hưng Yên đủ điều kiện tham gia dự án năm 2019 với tổng số 42 lồng cho hợp tác xã Phú Hiến, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên 15 lồng, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sơn Nam 12 lồng và hộ kinh doanh cá sạch sông Hồng cùng ở thôn Văn Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động 15 lồng. Mỗi lồng cá có diện tích 36m² và 54m², mỗi lồng được hỗ trợ 15 triệu đồng. Theo dự kiến, đến năm 2021, trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển 300 lồng cá nhằm khai thác tiềm năng diện tích mặt nước trên sông để phát triển bền vững ngành thủy sản. Tổng dự án trên 14 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 5 tỷ 380 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian này, Chi cục Thủy sản tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện cấp phát chế phẩm sinh học, hóa chất, xử lý môi trường nhằm hạn chế rủi ro cho các hộ nuôi trồng thủy sản. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 5.200 hectare nuôi trồng thủy sản và gần 1.900 lồng cá trên sông Đuống, sông Thái Bình. Đến nay, toàn tỉnh đã có 48 cơ sở nuôi trồng thủy sản được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp. Đặc biệt, khi nghị quyết 147 của Hội đồng Nhân dân tỉnh có hiệu lực, Chi cục Thủy sản đã tham mưu với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học, hóa chất để xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Theo đó, hơn 3.000 ha nuôi trồng thủy sản ở 167 vùng sản xuất và gần 1.900 lồng bè cá trên sông nằm trong diện được hỗ trợ. Đến thời điểm này, Chi cục Thủy sản đã thực hiện cung cấp trên 13 tấn chế phẩm sinh học, hóa chất xử lý môi trường phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đến các chủ hộ nuôi. Theo Chi cục Thú y tỉnh Nam Định, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã từng bước được kiểm soát. Trước đây liên tục trong nhiều ngày phải tiêu hủy khoảng 200 tấn, thì hiện nay số lượng lợn tiêu hủy đã giảm xuống 10 tấn trên một ngày. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan cao. Hiện toàn tỉnh, số hộ có lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi là trên 35.200 hộ, số lợn tiêu hủy gần 250.000 con, chiếm 31% tổng đàn, tổng trọng lượng tiêu hủy trên 13.500 tấn. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn tỉnh còn 147 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố có dịch chưa qua 30 ngày, trong đó 7 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày nhưng sau đó dịch lại tái phát. Trước mắt, ngành nông nghiệp đang hướng dẫn các địa phương thực hiện tái đàn tại chỗ. Chúng ta chưa cho phép nhập lợn từ tỉnh ngoài vào để mà tái đàn trong tỉnh, nhưng mà tỉnh vẫn đang chỉ đạo là các cái hộ chúng ta lợn vẫn còn chưa bị dịch, chúng ta cố gắng là bảo vệ và phát triển cái đàn lợn đó lên, đặc biệt là các đàn lợn nái để mà sản xuất ra con giống để mà cung cấp cho các cái hộ ở trong khu vực. Trong điều kiện bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có thuốc đặc trị, chưa có vaccine phòng bệnh, thì việc áp dụng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học là giải pháp hữu hiệu hiện nay. Thực tế tại các địa phương, nhiều hộ chăn nuôi đã bảo vệ an toàn đàn lợn nhờ thực hiện tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Kiểm soát được cái dịch bệnh thì trước tiên là mình phải không thể đưa được những cái thức ăn ở bên ngoài vào. Cái thứ hai là cái nguồn nước cũng là rất là quan trọng. Mình không thể đưa những cái nước ở sông ngòi hay là tất cả mọi cái nước vào được. Toàn bộ phải dùng nước sạch hết. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân khống chế dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp và các địa phương cũng đang tích cực cho công tác hỗ trợ các hộ bị thiệt hại. Ước tính toàn tỉnh đã hỗ trợ được trên 200 tỷ đồng. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ chăn nuôi đã bị dịch tả lợn châu Phi thực hiện cải tạo chuồng trại, tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh và không nhập lợn giống vào nuôi, thực hiện tái đàn từng bước, từng vùng, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 90,06% trường học đạt chuẩn quốc gia.
Trong đó, cấp tiểu học và trung học phổ thông có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 100%, tiểu học có 152 trên 152 trường, trung học phổ thông có 23 trên 23 trường, mầm non có 151 trên 155 trường, đạt 97,4%, và trung học cơ sở có 131 trên 136 trường, đạt 96,3%. Tỷ lệ kiên cố hóa phòng học của tỉnh cũng ở mức cao, đạt 99,1%, trong đó mầm non đạt 98,2%, tiểu học 99,4%, trung học cơ sở đạt 99,8%, trung học phổ thông đạt 100%. Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục ngoại ngữ, giáo dục thường xuyên đạt 100%. Huyện Tiên Du là địa phương đã xóa bỏ 100% phòng học cấp 4. Dự kiến đầu năm học 2019-2020 tiếp tục đưa 18 phòng học kiên cố vào sử dụng. Đến quý 2 năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu 100% phòng học kiên cố và trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học. Trong cơ chế thị trường, ngành nghề cũng là một loại hình hàng hóa đặc biệt. Vì vậy mà các trường cao đẳng đại học buộc phải đào tạo theo hướng, tăng cường các ngành ứng dụng được trong thực tiễn và gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Có như vậy khi ra trường, sinh viên mới có nhiều việc làm và thu nhập ổn định, ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. Theo quy định, thì bộ giáo trình của các trường phải theo chuẩn chung, có lý thuyết, thực hành, kiến tập, thực tập. Tuy nhiên, để tăng cường thực tiễn trong quá trình đào tạo, một số khoa ngành kỹ thuật buộc phải tăng các tiết thực hành, tăng thời gian để sinh viên đi thực tế làm việc tại doanh nghiệp. Thực tập tại doanh nghiệp ngoài kéo dài thời gian, còn phải có hướng dẫn của thầy giáo phụ trách tới giám sát sinh viên trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Nhà trường ngoài cái việc mà trang bị 70% kiến thức thực hành cho các em, thì trường còn có liên kết với một số các cái đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đào tạo nghề cho các em, để cho phù hợp với công nghệ thực tế và hiện đại. Mỗi nghề của chúng tôi đều liên kết với 1 đến 2 đơn vị trong và ngoài tỉnh để đào tạo, để cho các em tiếp xúc với công nghệ thực tế. Ví dụ như là nghề may thời trang, thì hiện tại là chúng tôi đang liên kết với công ty may Hưng Long 2 tại thành phố Hưng Yên để thực hành sản xuất cho các em. Việc mở rộng các ngành nghề có tính ứng dụng cao trong thực tiễn của các trường đại học cao đẳng xuất phát từ đòi hỏi của doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, muốn tư duy để mở rộng đào tạo theo hướng ứng dụng thì phải gắn với đầu tư công nghệ, trang thiết bị phục vụ quá trình giảng dạy và quan trọng hơn là đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Cách đây hàng chục năm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã cử nhiều giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài, sau đó trở về trường để đáp ứng nhu cầu này. Hàng năm có rất nhiều giảng viên được cử đi làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước, thì mỗi năm có từ 2 đến 30 giảng viên tốt nghiệp và tiến sĩ trở lại trường công tác, thì được bổ sung rất lớn vào cho cái đội ngũ nhân lực của nhà trường, đặc biệt là các giảng viên trẻ mà tốt nghiệp tiến sĩ từ nước ngoài. Theo bà Đặng Thái Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, đơn vị chuyên làm cầu nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước với người lao động, thì khi tuyển lao động, các doanh nghiệp rất chú ý đến quá trình đào tạo tại các trường như thế nào. Mô hình giữa ba nhà, đấy là nhà tư vấn, nhà trường và doanh nghiệp. Tập trung vào cái đối tượng, nhóm đối tượng là đào tạo để lao động đạt được cái trình độ cao, đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và đặc biệt những doanh nghiệp đầu tư, có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có trình độ khoa học kỹ thuật cao thì sẽ nâng được cái mức lương của người lao động. Bên cạnh cái việc chúng ta đào tạo trình độ của người lao động thì chúng ta lên tập trung đào tạo thêm về nâng cao cái kỹ năng, cái nhận thức cho người lao động trước khi đưa người lao động quay vào thị trường lao động để phù hợp với cả tình hình thực tế hơn. Khảo sát của một số trường đại học và cao đẳng cho thấy, khi ra trường, nếu được đào tạo theo hướng ứng dụng gắn với liên kết với doanh nghiệp để tăng các tiết thực hành, thì sự lựa chọn của sinh viên sẽ đa dạng hơn. Bên cạnh đó, các ưu đãi mà người sử dụng lao động dành cho cũng sẽ tốt hơn các sinh viên khác. Tiếp tục duy trì dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành, các công ty cơ sở kinh doanh dịch vụ này trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã phục vụ gần 300.000 lượt khách với tổng doanh thu cao nhất từ trước tới nay. Theo Cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tại Hà Nam trong tháng 7 đạt gần 161 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành phục vụ trên địa bàn trong tháng đạt 41.000 lượt. Như vậy, tính chung 7 tháng đầu năm 2019, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú ăn uống và lữ hành phục vụ ước đạt gần 300.000 lượt người, doanh thu trên 1.100 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, dịch vụ ăn uống chiếm tỷ trọng 94%, lưu trú 4,7%, du lịch lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch chiếm 1,2%.
khu du lịch Tam Trúc Ba Sao, huyện Kim Bảng tiếp tục là địa chỉ đỏ về du lịch của Hà Nam trong những tháng qua. Hội cựu chiến binh tỉnh Hải Dương vừa đánh giá thực hiện mô hình cựu chiến binh đảm bảo an ninh trật tự được triển khai trên địa bàn huyện Nam Sách từ năm 2013 đến năm 2019. Mô hình cựu chiến binh đảm bảo an toàn về an ninh trật tự được triển khai làm điểm tại xã Quốc Tuấn từ năm 2013, sau đó đánh giá rút kinh nghiệm triển khai tại 19 trên 19 xã thị trấn trên địa bàn huyện Nam Sách. Sau 6 năm triển khai thu hút đông đảo hội viên cựu chiến binh tham gia. Trong quá trình hoạt động, các cựu chiến binh cung cấp cho lực lượng công an hơn 150 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự. Các tổ cảm hóa giáo dục của cựu chiến binh phối hợp với các đoàn thể tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho 32 người nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục 174 người lầm lỗi tiến bộ. Các tổ hòa giải phối hợp hòa giải thành công hàng trăm vụ mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai. Qua việc triển khai thực hiện mô hình này, các hội viên cựu chiến binh tự giác tích cực giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và một số tồn tại hạn chế, Hội cựu chiến binh tỉnh đề nghị Hội cựu chiến binh các huyện thành phố rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai mô hình này trong thời gian tới. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, trong tháng 7 năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 3 đơn vị không đạt về chất lượng nước. 3 đơn vị không đạt về chất lượng nước là hệ thống cấp nước tập trung xã Phụng Công, hệ thống cấp nước tập trung liên xã Hưng Đạo Minh Hoàng, doanh nghiệp cấp nước thị trấn Ân Thi. Cụ thể, các đơn vị đã vi phạm về chỉ tiêu hóa lý như chỉ tiêu nitrit và clorua cao vượt giới hạn cho phép. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã yêu cầu 3 đơn vị khắc phục ngay để tiến hành phúc tra lại. Thưa quý vị và các bạn, tốc độ đô thị hóa nhanh thì vấn đề rác thải theo đó cũng trở nên nan giải. Nhiều khó khăn trong quản lý chất lượng đô thị khi mà tỷ số người gia tăng, tỷ lệ thuận với lượng rác thải sinh ra. Nhiều khu vực người dân vứt rác bừa bãi ngay cả tại các điểm thu gom rác của thành phố gây ô nhiễm môi trường. Cấm đổ rác nhưng rác vẫn đổ. Những biển báo này đã không phát huy tác dụng. Và chỉ tính đoạn đường chưa đầy 700m chạy từ xã Đông Hòa đến gần trường Đại học Thái Bình thuộc xã Tân Bình có 2 bãi rác lộ thiên. Chỉ nhìn hình ảnh này thôi cũng đủ thấy sự nhếch nhác và ô nhiễm. Chưa kể với đó là tình trạng mất an toàn giao thông. Hiện nay, trung bình một ngày, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh 194 tấn một ngày. Tần suất thu gom không thường xuyên mà trung bình 3 ngày một lần thu gom và không được phân loại tại nguồn mà được tập kết tại 31 điểm trung chuyển rác. Với năng lực thu gom hạn chế, cự ly vận chuyển chất thải rắn đến điểm tập kết, xử lý ra dẫn đến nhiều bất cập. Trong khi nhiều địa phương còn đang loay hoay trong vấn đề giải quyết rác thải, thì tại tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phải thực hiện kết nối dữ liệu của đường truyền tín hiệu thiết bị định vị GPS trên các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt chuyên dụng và hình ảnh từ camera tại trạm cân, đồng hồ hiển thị cân tại các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt về bộ phận chức năng của địa phương. Đồng thời cải tạo lắp đặt bổ sung các thùng chứa nước rỉ rác trên các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt, đảm bảo không rò rỉ nước rỉ rác ra ngoài môi trường trong quá trình vận chuyển. Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh với vai trò quản lý nhà nước cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp gắn biển hiệu xe chuyên dụng phục vụ thu gom rác thải, thiết bị định vị GPS trên các chuyến xe chuyên dụng để giảm lộ trình tuyến đường xe chạy, lắp camera quay hình ảnh trạm cân. Phối hợp với các ngành chức năng địa phương tăng cường kiểm tra giám sát công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn, rà soát toàn bộ phương tiện thu gom vận chuyển rác sinh hoạt, xử lý nghiêm ở mức độ cao nhất các trường hợp phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt vi phạm khi tham gia giao thông và làm rơi vãi rác thải, nước rỉ rác ra đường. Kết quả cho thấy công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu vực có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung đã đem lại hiệu quả thiết thực. Rác thải sinh hoạt phát sinh đã được thu gom và xử lý hàng ngày, không còn tình trạng rác tồn đọng, rác thải vứt bừa bãi như trước. Hiện nay, tình trạng người dân dùng kích điện để đánh bắt cá tôm vẫn diễn ra phổ biến, gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thủy sản và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người sử dụng. Hình ảnh người dân ngang nhiên khai thác cá tôm bằng phương pháp kích điện vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều sông trục. Đặc biệt vào mùa mưa bão, cá lớn cá nhỏ đều bị tận diệt. Lợi ích trước mắt đem lại không nhiều nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài tôm cá bắt được, những loài động vật thủy sinh nằm trong bán kính vài mét sẽ bị điện giật chết hoặc thương tổn vĩnh viễn. Hơn thế nữa,
nguồn điện mạnh tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng cho chính người sử dụng. Thực tế trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người do sử dụng kích điện, như trường hợp tử vong do bị điện giật ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, là bài học cảnh báo về sự nguy hiểm của việc dùng kích điện để khai thác thủy sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.